Kính chào quý vị, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã có buổi làm việc với Trung tâm Đào tạo, Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á CMEO tại Việt Nam về định hướng phát triển của trung tâm. Trung tâm đào tạo của CMEO tại Việt Nam là trung tâm mới nhất được thành lập trong khu vực. Tuy vậy, trung tâm luôn được đánh giá là một trung tâm đào tạo về quản lý giáo dục năng động và hiệu quả, không chỉ cho Việt Nam mà cho cả các nước trong khu vực. Báo cáo của tiến sĩ Đỗ Huy Thịnh, giám đốc trung tâm cho biết, CMEO Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều chương trình liên kết đào tạo quốc tế với các trường đại học và tổ chức uy tín trên thế giới trong các lĩnh vực quản lý giáo dục và đào tạo giáo viên tiếng Anh. Trung tâm không chỉ đào tạo cho người Việt Nam mà còn tổ chức các khóa học cho Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia và Afghanistan. Định hướng phát triển của trung tâm trong thời gian tới cũng tập trung vào việc phát triển các chương trình liên kết đào tạo quốc tế trong lĩnh vực quản lý giáo dục và giới thiệu nhiều mô hình chuẩn về giáo dục cũng như tư vấn kết nối dữ liệu với các trường và tổ chức giáo dục quốc tế. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao những hoạt động hiệu quả trong thời gian qua và ủng hộ những định hướng phát triển của trung tâm CMEO Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng cho biết sẽ bổ sung một số nội dung trong quy chế hoạt động của trung tâm phù hợp với các thỏa thuận trong khu vực nhằm tạo điều kiện cho trung tâm CMEO Việt Nam mở rộng các hoạt động quốc tế. Sáng nay ngày 11 tháng 9, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức lễ kỷ niệm Ngày sơ cấp cứu thế giới năm 2008 và diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu